Xin được kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của anh Minh đã quay giới thiệu chú vị và các bạn một số mai ha. Rồi, chào anh. Em Minh, chào cô chú anh chị, chào anh Tấn ha. Thì nay em có một số thú không chị. Thú này thì hôm nay em giao lưu giá mềm mại luôn cô chú anh mình đây. Ưng ý hợp nhãn mình alo chốt giúp em ha. Cây mặt hàng bên em thì em báo giá rất là sát. Cô anh chị nào ưng ý hợp nhãn thì mình hãy chốt ha. Rồi bắt đầu vào cây số 1 nha cô chú anh chị. Rồi, cây số 1 của em thì như vậy đây. Đó, chân hai chân đầy đủ mà có chân này nó hơi bé xíu cô anh chị. À, chân hơi bé chút, giá nhẹ rẻ ha, giá mềm mại luôn. Cây mã số 1 của em thì hoành 18, em giao lưu giá là 450, em bao ship, bao sống bao ship của chú chị mọi miền Tổ quốc ha. 450 của chú anh chị, cây đẹp của chú chị mình đây. Xuống cây luôn ha. Xuống cây luôn. Rồi, rồi mã số 2 luôn rồi quý vị. Số 2 là cái nào vậy? Cái này hả? Cái qua. Này em có thú, có bay, có trực, có xù. Nó vậy có chú chị, có tàn luôn, nó đủ cỡ hết. Cái này sao, có đây. Rồi mã số 2 của chị. Mã số 2 của nó là hoành 24 của chị. Hoành 24 cái nồi quá cỡ luôn ha. Cái này cô chú muốn bay thì bay, muốn muốn đổ thì đổ. Nó muốn bay thì bay, muốn đổ ha. À, cái nó bị cái thẹo nhỏ nhỏ của chị. À, nó khéo, nó lành lại rồi ha. Cũ đế về em đo được như vậy là 8 mấy chú chị. Hoành 24. Em giao đôi với cô chú anh giá là 700.000 thôi, bao ship mình. Tới nơi rồi của chú chị. Rồi. Nó giá rất là yêu thương của chú chị. Xuống cây luôn. À, riêng không nổi luôn, nó bầu đất riêng riêng không nổi luôn. Cái này chắc nếu bán xong được cái em làm bầu lại quá chú chị, nặng quá, giá mềm nữa. Cái này cái xù của chú chị mình ơi. À, mã số 3. À, cái xù này chiều cao nó là 80 nha. Cái này xù chảy, xù nu nó có hết. À, mấy cái này là lên nu luôn chị ha, lên nu cục cục nè. Đó là cái mà xù nu của chị, còn này là chảy ha, trong thân thì xù chảy, nó lên xù hết rồi. Cái này trước em đem về nó xù nó nhiều lắm, hoành 26. Em giao lưu với giá là 1.800.000 đó chú chị. Rồi xem dòng nó đi, cho quý vị ngắm nghía kỹ cái điểm xù này. Áp vô cái quý vị. Đó, mấy cành nó thì lên xù nu, còn trong thân thì lên xù chảy đó chú chị. Cái hàng này nó cũng khó kiếm đó chú chị. Mấy này lên cục cục nè ha. Còn cũng này là xù tự nhiên, chứ mình không có chỉnh sửa gì hết. Xem dòng đế đó nha. Mà đế thì đẹp. Đó, khi mà có chú tìm chốt thì em sẽ gom cái bầu lại chút xíu. Cái nặng quá. Rồi, xuống cây luôn, 1.800.000 ha. 1.800.000. Chị không nổi luôn quý vị. Đó. Đây, rồi tiếp tục em thú cho chị. Phơm tàn này đầy đủ luôn cho mình luôn, mình không cần phải ghép gì đâu. Tại cái này cũng là giáo hạt không chị, giáo hạt Thủ Đức ha. Tại cành đẹp ha. Tại cành đẹp. Cái này thì hoành 23. 23 hoành luôn cho chị mình ơi. Hoành bự luôn. Đó, hoành bự luôn. Giá yêu thương luôn. Em giao lưu giá 900, em bao ship mình tới nơi cho anh chị. Mã số 4 ha. Cái này em thấy lực nè. Đó, chân cẳng đầy đủ ha. Đây con nhỏ nó đậu ăn trước đó nè. Con nhỏ này nó chạy lại nó mừng mẹ nó hay gì á. 900 ha anh, 900 bao ship mình tới nơi luôn. Rồi, xuống cây luôn. Giá này thường quá. Rồi, tiếp tục là một em số 5. Này thú này. Số 5 này số này rõ nét đó chú chị. Số này thì giá nó hơi căng chút. Đây, chân cẳng đầy đủ ha. Ừ. Đó, thấy chân nó là bốn chân đầy đủ nha chú chị, chân giữa có luôn nha. Thú đực. Đó, thú này thú đực hay thú cái nè, có chân giữa nó nè. Đã hoành nó bao nhiêu anh? Hoành 20 của chú chị. Cái này em giao lưu giá 1 triệu ha có chú chị. 1 triệu ha, đẹp. 20 hoành. Đây cành đủ luôn. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 6. Mã số 6 này chiều cao nó mình tính 70 của chú chị. Hoành 18 ha. Cái này thì cũng chân đầy đủ của chú chị, dư chân luôn á. Có đuôi luôn, có đuôi ngoéo đẹp không? Đó, đuôi đồng của chú chị. À, giá 450 của chú chị mình đây. 450.000. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 7 của chú chị. Mã số 7 này thì em này nó chắc nó bị chiến tranh hay gì, nó bị mất hết chân. Tại thằng làm bầu nó cắt hết chứ chị, cắt hai giò ngon lành em cắt bỏ. Kỳ vậy? Ừ, kỳ. Có trừ lương không anh? Chắc là phải trừ lương quá, tại mình giá mà tụt xuống nè. Mã số 7 15 bằng không chị? 350 ha. Hình như mình thấy cũng có cái chân này nè. Ờ, cái chân này nó cắt phải không? Con này kéo đây, cái rồi ok rồi. Chơi cắt không ta? Ai làm bầu kỳ vậy? Nói gì? Bạn rồi. Đứng im luôn, đứng im luôn. Đứng hình không? Cái này mã số 8 anh chị. Mã số 8 này là 16 hoành đó chứ anh ơi. Chân cẳng đầy đủ dư chân luôn nha anh chị. À giờ thấy chân quá cả chân luôn ha. Chân này nhóc luôn, tha hồ chọn lựa luôn. Ê, cái này em giao lưu giá 500 anh chị. Rồi, xuống kè luôn. 500.000. Số 9 nha. Rồi mã số 9. Mã số 9 này 12 hoành à.
Cái này cũng thú, cũng ngon lành luôn ha, mà giá nó rẻ luôn. Giá 220 ngàn đó chú anh chị. Này gì mình nuôi lại là nó lớn và đẹp nha quý anh chị. Có chân đầy đủ luôn ha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 10, 14 quanh đó chú anh chị. Cái này thì em cho lưu giá 300 ha. Cái cành này đầy đủ luôn. Mà cái mình nó dài ra thôi. Chứ cái này là con kia bằng con kangaroo chuột túi chú anh chị, là nó không có chân. Ha, chân trước nó xếp vô đây nè. Đó. Rồi xuống cây luôn. Xuống cây luôn. Rồi mã số 11. Cái này quá đẹp anh chị mình ơi. Này đẹp ha. Cái này lực cây quá cỡ lực cây luôn. Anh chị thấy cái mặt bên đây nè, đẹp không chú anh chị? Con này quá đẹp luôn ha. Đây chân nó thì nó nằm trong đây đi xuống nè. Có chân mà nhỏ. 21 quanh anh chị, giá 800. Thấy chưa, cỡ này là đẹp rồi chú anh chị. Thú mà. Rồi, xuống cây luôn. Rồi mã số 12. Mã số 12 này á, là quanh 14 anh chị. Cái này thì cao nó tầm chừng 60 thôi. Em giao lưu giá 250 ha. Đó, con này thì cũng giống như con chuột túi nãy vậy đó. Đó, có đuôi mảnh lên luôn ha. Giá 250. Rồi, xuống cây luôn, 250 ngàn. Rồi, số tiếp theo luôn, 14, 13, 12 rồi đến 13 nha quý vị. 14 chứ, nó 13. Bấm. Rồi, tiếp tục. Em số 13. Số 13 này thì quanh 18 cho anh chị. Cái này giá 350 ngàn ha. Cái này đẹp quá anh chị. Có đuôi phùng xuống luôn ha, đẹp đúng không? Đó, chân lực ghê không chứ anh chị? Chân nè. Chân đã không? Cũng chuột túi luôn á. Giá 350. 350. Cái mã số 14 của anh chị mình ơi. Phong tàng chi cành tròn đều luôn ha. Mấy nách này nó chuẩn bị lên sầu luôn. Là tại cành ok. Cành ok. Mấy nách lên sầu có anh chị. Nó chuẩn bị lên sầu nữa ha. Nó có đó. Cái này 21 quanh đó chú chị. Cái này thì giá nó tới 1 triệu luôn nha chú chị. Tại vì cái cây nó đẹp. Cái này là con ếch. Con này ếch hay cốc gì đó. Nó cái bệ quá chừng dữ luôn ha. Quá đẹp. Xuống cây luôn. Rồi, mã số 15. Mã số 15 này em nó đây. Nhìn cũng có duyên quá ha. Đẹp chân cỏ rồi cũng nhìn cũng hoàn hoàn quá chứ. 21 quanh đó chú chị, chiều cao là 60 ha. 550. Có chân hết chú chị, tại này em đất là đất cát á, em chỉ rửa sơ sơ chứ em không có xịt nhiều được. Xịt nhiều quá nó rã đất ha. 550. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, em bên một em thú quá dữ luôn nè, có đuôi luôn nè. Mà cái chân rước nó hơi nhỏ xíu. Mã số 16 anh chị, 20 quanh nha. Cái này chiều cao là 70. Cành cũng đều ha. Cành đều mà mấy cái nách nó lên sầu hết luôn á. Anh chị mấy nách lên sầu luôn chị. Thấy không? Nó ướm lên rồi. Rồi, để luôn. Để này, chân cẳng đầu đầy đủ hết luôn, không thiếu cái chỗ gì đó, có đuôi luôn đó có anh chị. Chân nè, hai chân cũng đều quá nè ha. Hai chân đều luôn. Đuôi ngoéo này luôn ha. Đuôi luôn. Có đuôi luôn. Sao bự hai chân trước nè. Quá đẹp luôn. Giá mã số 16 20 quanh giá 900 cho anh chị. Rồi, xuống cây luôn. Cắt giò trời. Rồi mã số 17. Cái này 14 quanh nữa chú anh chị. Cái này chiều cao nó tầm 70 nha. Tại cành cũng ok quá nè. Cành ok luôn ha. Giá rẻ luôn, 300 ngàn. Này nụ mắt trúc nữa nè. Chân nào cũng ngon lành đó chú anh chị. Chứ nó cũng ngon lành, cái nó hơi nhỏ thôi. Nhỏ giá rẻ đó chú chị, 300 ngàn ha. 300. Rồi, xuống cây luôn. Số 18 phải không? Rồi, tiếp tục luôn. Rồi, tiếp tục mã số 18. Cái này là 16 quanh, cái này cao chắc cỡ 90 chú chị. Cái này bệ sao quá dữ luôn ha, mà chân nó chân bỏ nha, chứ không chân ở đây nó tròn tới nha chú chị. Nó hai chân, cái gì chú chị mình lấy chân này mình ghi vô đây là nó cũng đẹp ha. Cái này 16 quanh, em giao lưu giá 450 cho chú anh chị. Rồi, 450. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, chuẩn bị em lên một hàng VIP luôn cho mình đây. Cái này quá dữ luôn của chú anh chị. Cái này chiều cao nó mắt mốt luôn của chú anh chị mình đây. Rồi, mã số 19 ha. Rồi, 19 quanh luôn. Giá 900 luôn, cái này đế quá đế luôn. Rồi, xuống đế sau đi. Quá đẹp luôn. Tay cành nè. Tay cành quá dữ của chú anh chị. Đặt ở trên này ha. Quá đẹp luôn. Rồi, để đây. Để đây chú anh chị, bệ đế này đẹp không? Quá xa luôn. Quá xa luôn. Chừng vòng luôn. Đẹp, mấy đây cũng đều của anh chị, mấy đây cũng có hết nha.
Cái nào cũng vậy á. Giá 900, mã số 19, 19 hoành. Rồi, cũng cây luôn. Cây đẹp quá. Số 20 luôn. Nghe là mã số 20. Số 20 này thì chân nó có chân, cái chân trước, chân sau, chân giữa nó có đầy đủ luôn đó chị. Đó, chiều cao là 50 ha. Hoành 16, giá 350. Đó, mặt bên đó thì mặt phụ, mặt này mặt tiền không chị? Đó, thấy mặt tiền bên này đẹp không? Nó đẹp hơn chứ anh chị. Cây cũng đẹp, giá mềm quá, 350. Rồi, 350. Xuống cây luôn. Cây này đẹp nè, mình đều có cái mình nó không được lớn. Cây mã số 21, cây này chiều cao chắc 70 đó chứ anh chị. Tàn đẹp. Chỉ cần đều luôn, mình không còn phải chỉnh sửa luôn đó chứ anh chị. Đó, nhìn thấy cái bộ khung bên đây nhìn đẹp không? Cái bên đây thì nhìn không bằng này. Ở bên này thì cái chân nó đi ra quá, nó phải cắm xuống nó đẹp. Cái này 20 hoành luôn chứ anh chị, giá 600 ha. Rồi, cái này đẹp quá chứ anh chị. Tàn đẹp nữa. 600. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Số tiếp theo là mã số 22. Cái này 17 hoành của chú anh chị. Cái này thú nó đang nằm chứ nó không có đứng nha. Chân cẳng thì đầy đủ cho mình luôn, cái này chân này bị dư luôn ha. Đó, cái này là chân xuống này của chú anh chị. Nó có chân nha. Ha. Nó có chân đó nè. Tại vì cái này em không có vệ sinh xịt rửa hay là thì nó đẹp hơn, mà có cái là đất nó cát. Không làm được ha. Mã số 22 17 hoành em giao lưu giá 400 cho anh chị. Rồi, xuống cây luôn. Ê. Để đến này đem lấy. Mã số tiếp theo luôn. Rồi, mã số tiếp theo. 23. 23. Cái này 19 hoành. Cái này chiều cao nó 1 mét đó chú chị. Tay cành đều luôn ha. Tay cành cũng đều đúng không chú chị ơi. Tay cành của chị. Tay cành đều mà cái mình cũng đẹp chú chị, mình thú đẹp cho nhau chú chị. Cái này giá rẻ nha. Cái này giá có 600 ngàn à. Đó, thú nó rõ nét luôn chị bên đây. Mà giá sao rẻ quá. Có 600 à. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 24 chú chị. 24 này em này thú xổm quá xổm luôn, chân quá dữ luôn. Giá quá mềm mại luôn, chân nó ngon lành làng hoàng luôn, chiều cao nó là 90 luôn. Hoành 14. Thì thấy chân cẳng nó bộ khung nó đẹp không chú anh chị? Xổm chân luôn ha. Quá đẹp luôn, giá 450 của chú anh chị. Chỉ có 450 thôi. Xuống cây luôn. Rồi, em lên một em bự luôn. Tay cành quá dữ của chú anh chị. Cái này cao 1m2 chú anh chị mình ơi. Cao 1m2 là mã số 25 ha, hoành 20. Rồi cái này có 700 ngàn. Tay cành đẹp luôn ha, tay cành đẹp luôn. Cái này nó có hai mặt, một mặt bên đây thì nó đẹp nha chị ha, còn đây nó rất là đẹp, còn đây là không bằng, nhưng mà nó vẫn có chân cho mình luôn nha chú anh chị, có chân rồi ngon lành đàng hoàng luôn ha. Rồi mã số 22, 25, 20 hoành, giá 700 của chú anh chị. Rồi, xuống cây luôn. Hồi nãy em có một cái em còn một cái tàn không chị, cái chú anh chị nào rước em nó về giùm em ha. Cái này tàn chiều cao nó là 1m3, tán ngang của nó là 1m2 của chú anh chị. Xương ngang ha. Xương ngang. Xương ngang cái gì cũng khích nè ha. Xương ngang cái này là đẹp rồi. Cái này hoành của nó là 24 hoành chú anh chị. 24 hoành, xương ngang đầu tay cành nó cũng đẹp ha. Đó, bộ đế thì quá khủng bộ đế luôn. Quá cỡ bộ đế luôn. Cái này của chú anh chị là chốt em giao lưu giá 1.1 triệu, em bao ship mình tới nơi của chú anh chị. Rồi, 1.1 triệu, bao ship toàn quốc luôn, để đặt cái dưới luôn. Rồi, xuống luôn. Xuống cây luôn. Nói không? Đây, số tiếp theo luôn. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo là một em mã số 27 của chú anh chị. Cái này thì cái chiều cao nó chắc là 90 đó chú anh chị. Tay cành nó ngon lành luôn ha. Mà có cái mình nó hơi bị lỗi chút xíu. Lát em chỉ sao chú anh chị. Chân cẳng đầu nó ngon lành luôn ha. Và cái này em đã cạo sữa rồi, hết rồi, chắc keo rồi. Hôm mốt nó mình nuôi một lúc nó liền lại cho chú anh chị. Ở đế nó thì nó dễ liền hơn là trên cành nha. À, mã số 27 hoành 16. Cái này em giao lưu giá 450 cho chú anh chị. Rồi, 450. Chân cẳng là ngon lành đàng hoàng luôn. Xuống cây luôn. Rồi, em tiếp tục lên em này. Em này chiều cao nó cỡ 80 chú anh chị. Mã số 28 nha quý vị. Mã số 28, cao 80. Rồi, tay cành luôn. Hoành 13, giao lưu giá 400. Tay cành ngon lành luôn, mà đế là chân cẳng rồi đầy đủ hết đó anh chị, không thiếu cái gì đó nha. Đó, chân cẳng rồi đầy đủ hết luôn. Rồi, xuống cây luôn, 400 ngàn. Rồi, tiếp tục lên mã số 29 của chú anh chị. 29, cái này 19 hoành, chiều cao nó là 40 của chú anh chị.
Cái này quá đẹp luôn ha. Giá 500 ngàn cho mình đây. Cái này coi vậy chứ nó có duyên lắm chú anh chị. Chân thì rải ra rải cho nó đẹp nha. Rồi 500 ha. Rồi, 500. Cây luôn. Rồi em lên mã số 30. 30 đây. Tay cành đặc kẹo hết rồi. Tay này tay cành quá đặc luôn mà nó mắc trúc luôn. Cái chiều cao nó có 1m1 của chú anh chị. Tay cành khít ha. Mã số 30 quành 16. Thú chân cẳng đầy đủ của chú anh chị. Chân là có chân hết luôn, mé nào cũng chân trước chân sau có hết anh chị, có đuôi luôn nha. Đó mà lấy này làm đuôi quẹo xuống đẹp không? Đó. Rồi em giao lưu giá 450, mã số 30. Đó, xuống cây luôn, 450. Rồi, em lên một em là chuẩn nhất hôm nay nè ha. Đó, con này là quá whip luôn. Số 31. Số 31, chiều cao là 1m1 thôi. Chân cẳng đầu đầy đủ hết luôn anh chị, có đuôi luôn. Tay cành đều. Tay cành đều luôn. Có đang đứng đá. 31 hả? Đang đứng đáy nè. Thú đực đây ha. Thú đực nè, đang đứng đáy. Có đuôi méo này luôn. Cái này 20 hoành nha chú chị. Cái này em giao lưu giá 1 triệu nha. À, có cái láp. Có cái đuôi méo ở đây luôn ha. Đẹp nha anh chị. Quá đẹp luôn. Đây hai chân nữa ha. Chân rõ nét đây. Quá đẹp. 1 triệu ha anh. 1 triệu. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, em sẽ lên mã số 32. Cái này thì em đã hoành sẵn hết rồi anh chị. Đã hoành là trừ hao hết rồi anh chị mình ơi. Cái mã số 32, cái này 21 hoành. Đó, mình chi cành thì quá đẹp luôn mà thân thủ nó thì quá quái luôn anh chị mình ơi. Đó, thì đẹp không anh chị? Mặt này nhìn đã ha. Hai chân trước nè. Hai chân trước nè. Nó giống như con gì ta? Này mình không hình dung được ha. Nhưng mà nó là thú của chú anh chị. Giang thú. Hả? Giang thú. Rồi giao lưu. Giao lưu giá 800. Rồi. Xuống cây. Rồi mã số 33. Rồi 33. Một em cắt đầu đinh luôn. Thú nó là nghiêm chỉnh nha chú anh chị. Chân đầu bỏ rồi đẹp luôn ha. Sởm luôn. 20 hoành giá 750 của chú anh chị. Là vì mình ghép chơi đúng bài luôn chú anh chị. Rồi, xuống cây luôn. 750. Rồi mã số 34. Bố này thì 15 hoành của chú chị. Giá 400 ha. Tại hai chân trước nó hơi nhỏ. Giá rẻ. Vì dưỡng lại ha. Vì mình nuôi lại. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, em còn cây này nó cây là cuối clip là một em bonsai. Cái này không thú nha. Cái này dáng nó là em cắt về đó. Cho chú chị mình thấy đẹp không chú chị. Cái này là 30 hoành của chú chị. Chiều cao nó là 40 ha. Cái này cũng là cây cuối clip em ha. Em giao lưu giá 800. Để cộng sổ vừa ha. Để lực cắm xuống hết của chú chị, đụng đá hết nha. Giá 800. Cuối clip thì em cũng rất mong của chú anh chị mình xem cây ủng hộ bên vườn em ha. Rồi em xin kết thúc. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại của chú anh chị clip sau của chú anh chị.